giờ anh chưa có. Bây giờ canh là phải canh cái phút chót. Anh đang ở đâu ấy? Chơi cái trò anh ao đang game lại. á. Anh đang đâu Thằng ấy? Túng gờ lớp á, thấy đang nó mở một màu đen này. Lúc mà em nó chạy ra rồi, nó chạy ra rồi anh ơi, nó thằng chưa hả? đó nó chạy ra. Ơ bà nội. Đâu, anh chu phòng 14 của em này. Thằng Túng gờ lớp chạy ra nó không ai hỗ trợ em. Mình vô đó đi nào. Mà nó chạy thằng khô thằng game mai kết gì lúc lúc đó lúc là lúc em xách tay không chạy thẳng vào trong cái chỗ mà nó cướp tiền luôn á. Đấy là thằng Túng gờ lớp nó mở một màu đen. À, red gì đây nè, hình như là cướp tiền rồi nó không gửi về sao này. Nó đang lô một màu đen này. Hết 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 tiền rồi. Hết tiền rồi. Ờ đúng không? Hết hết nhìn hết sạch tiền rồi. Mình gửi về có tính không ta? Ở đây còn có một túi. Có một túi ở góc này này. Nó không lấy nó tao ấy. Nó tắt cái túi là nó có nhưng mà nó không lấy được rồi, mình không lấy được nữa. Đúng không? Ừ, còn một túi cuối cùng. Nó đơn nó không về rồi. Tại vì là tao không về à. Rồi, rồi. Thì tao không nhìn thấy. Nó bùng quá, nó bùng về cái không lắm hết á. Anh đã bị giết á.